Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ở trong sân của kho hàng bên Wigan, Thái Lan. Thực sự bên kho hàng của Wigan, Thái Lan ấy, thì có rất nhiều máy móc thiết bị, rất là nhiều luôn. Đây, trước mắt mình đây là con máy tái chế W240CA. Máy này sản xuất và nhập khẩu tại Đức ấy. Tiếp đến là con máy gia cố WA250. Bên cạnh cũng là máy WA250. Đây là chiếc xe tải thùng và được đậu cái thùng rất là rộng để chở phụ tùng cũng như là các cái chi tiết máy cho khách hàng. Phía bên này thì có mấy cái xe lưu rất là lớn, là Hum 3625, là cái modem lưu Hum trong cái phân khúc mà giải phân khúc 3000 đấy, thì nó là cái modem to nhất của lưu Hum, lên đến 25 tấn tự trọng. Đấy, ở đây là chiếc 20 tấn đấy, 50. Tiếp theo là cái máy chải bánh lốp 1800-3, thì riêng cái dòng máy lốp này sẽ có mã là 1803-3. Đấy, còn cái máy 1800-3 thì sẽ là cái dòng máy chải bánh xích. Ở đây là cái xe bánh lốp này. Con này thì được trang bị bàn đầm cơ sở 6m nha các bạn. Bên cạnh dàn lu thì có một chiếc máy nghiền đá dạng hàm côn Mobicon. Đây là cái máy sàng, máy sàng đá Mobi Screen. Những cái máy nghiền của máy sàng này của bên Wigan, của cái thương hiệu Clement, thì đều là những cái máy nghiền sàng di động các bác nhé. Nó không dùng chính là điện, mà nó dùng động cơ diesel. Đấy, chủ yếu là động cơ diesel. Thì bên Wigan Thái Lan họ cũng đang mua thêm đất ở bên kia để mở rộng cái kho xưởng. Sắp tới là kho sẽ khá là rộng để mà có thể để chứa thêm thiết bị. Bây giờ trước mắt mình là hai cái model lưu rung cỡ nhỏ của Hum, là model HD13. Nhìn thiết kế nó khá đẹp, nhìn rất là hay. Thì cái HD13 này thì tự trọng nó đâu đấy nó khoảng 3,5 tấn, 3,5 tấn đến 3,8 tấn gì đó. Tiếp đến là một dàn lưu một bánh thép và hai bánh lốp 3410 này, lưu thảm HD90 này. Đấy, xe này dùng là lưu dẫn này. Wow, con này là lại 3625 tiếp này, còn sau cũng 3625 3410, cũng là 4 chiếc 310. Và thực sự là rất nhiều máy chải 1800. Đây, một chiếc 1800-3 này, hai chiếc 1800-3 này, mới zin ken đời 2022 luôn này, nhìn thích thật. AB600 luôn nhé các bạn nhé. Con này là 6m này, con này chắc cũng 6m luôn, cũng 600. Bàn đầm TV, tức là một thanh đầm sơ bộ và
bàn rung. Nghìn tám trừ ba, nghìn tám trừ ba, bốn chiếc nghìn tám trừ ba, năm chiếc nghìn tám trừ ba này. Con này là HD 90, HD 75, đây là HD 75. Hai chiếc HD 75. Đó. Một chiếc mới và một chiếc hình như là đã qua sử dụng rồi. Con này là 1803-3, bánh lốp này. Đằng sau cũng là 1803-3 này. Là 3 con 1803 rồi này. Cộng với lại 5 con 1803. Chiếc 3520. Wow. Con này thì như là không có mặt tại Việt Nam. Chưa có chiếc nào. Đây là cái máy nghiền di động dạng hàm. Hàm này nó gọi là, cái này là dạng búa. Dạng búa đập. Moviket này là dạng búa đập. Máy nghiền hàm thì nó là mình nhầm nhé các bác nhé. Cái máy nghiền này thì Moviket thì là cái máy nghiền hàm. Đấy. Còn cái máy nghiền búa thì nó là Mobirex. Đây này, cái hàm ở đây này. Đấy, cái hàm nó nằm đây này. Đây là một cái máy nghiền hàm đấy. Chung là bên Thái đó dùng khai thác mỏ rất là nhiều. Máy nghiền sàng đá rất là nhiều luôn. Đấy, toàn bộ khu vực này là máy nghiền cũng như máy sàng. Bên này cũng một dàn nữa. Một cái máy nghiền hàm này. Và hai cái máy nghiền hàm. Bên này là xe cào bóc W195. Bên kia là một cái xe ổn định, xe máy gia cố đời cũ WA2500. Bên này là có cái kho bãi để mà để các cái xe dịch vụ này, sau bán hàng này, của bên Vision Thái Lan. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn tham quan một lần nữa toàn bộ cái kho bãi của Vision Thái Lan.